Gia đình giang hồ. Đây là một câu chuyện có thật của người cha George Marshall và cậu con trai 8 tuổi Gabriel Marshall sống tại tiểu bang Kansas, Mỹ. Rất tiếc, chúng tôi phải thông báo cho gia đình một tin xấu. Gia đình hãy hết sức bình tĩnh lắng nghe. Ông nói tin xấu sao? Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? Bác sĩ à, con trai của chúng tôi sao rồi? Gabriel, bé nhỏ của tôi thế nào? Có phải có chuyện không hay xảy ra với nó hay không? Xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết đi ạ. À. Hiện cậu bé có một khối u ác tính ở trong não. Chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật não càng sớm càng tốt để giữ lại tính mạng cho cậu bé. Khối u ác tính, phẫu thuật não. Không, Gabriel của tôi, Gabriel, bé nhỏ của tôi. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao con trai tôi lại rơi vào tình cảnh như thế này chứ? Trời ơi, tại sao người bị bệnh không phải là tôi? Vậy thì tỷ lệ thành công của ca mổ là bao nhiêu? Ca mổ sẽ thành công chứ? Chúng tôi cầu xin các bác sĩ hãy cứu lấy con trai của tôi đi. Nó còn rất nhỏ, cuộc sống của nó mới chỉ bắt đầu thôi. Tương lai của nó còn ở phía trước. Xin bác sĩ hãy cố gắng cứu lấy con trai của tôi. Rất tiếc, tỷ lệ thành công chỉ là 50% mà thôi. Sao cơ? Tỷ lệ thành công chỉ có 50% thôi à? Trời ơi, nếu như vậy là con trai của tôi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết sao? Bác sĩ à, ông phải cứu nó, nhất định phải cứu nó. Tôi xin ông mà. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất đi. Trời ơi, con trai của tôi. Trời ơi, con trai tôi. Tội nghiệp con trai tôi quá. Sao trời lại đối xử với nó như thế chứ? Ngay sau đó, cuộc phẫu thuật nhanh chóng được diễn ra. Ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ khiến cho hai vợ chồng Josh vô cùng xót ruột. Họ không ngừng cầu nguyện cho đứa con bé bỏng của mình. Không sao đâu, con trai của chúng ta sẽ không sao đâu. Em hãy tin vào điều đó đi. Thượng đế sẽ phù hộ cho con trai chúng ta mà. Rồi nó sẽ bình an thôi. Ca phẫu thuật cuối cùng đã kết thúc. Cánh cửa phòng vừa mở ra, vợ chồng Josh đã nhanh chóng tiến lại gần bác sĩ mổ cho con trai họ, hỏi dồn dập. Bác sĩ ơi, thế nào rồi? Con trai tôi sao rồi? Con trai tôi không sao chứ? Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp chứ? Bác sĩ à, con trai của tôi. Chúc mừng gia đình, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Cháu bé đã qua được cơn nguy hiểm. Một lần nữa chúc mừng gia đình. Cảm ơn, rất cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi biết là bác sĩ làm được mà. Chúng tôi biết ơn bác sĩ nhiều lắm. Tuy ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, cậu bé Gabriel vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực. Bởi vì giờ đây cậu mang trên đầu một vết sẹo rất dài. Vết sẹo đó khiến cậu cảm thấy mình vô cùng xấu xí. Chào buổi sáng con trai, hôm nay con muốn ăn món gì nào? Nghe cha hỏi, nhưng cậu bé vẫn lầm lì, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào tường. Người cậu run rẩy, nước mắt lưng tròng chỉ trực rớt xuống. Thôi nào con trai, mọi việc tồi tệ đều đã qua rồi, hãy vui vẻ lên, và con sẽ vượt qua được mọi chuyện thôi. Cố gắng lên nào chàng trai, con phải cố gắng ăn thì mới có sức khỏe được, mới mau bình phục để con còn gặp gỡ bạn bè chứ. Không đâu bố ơi, con sẽ chẳng thể nào vui vẻ nổi nếu như cái này vẫn còn. Nó thật xấu xí, nó là nỗi ác mộng của con, nó sẽ chẳng bao giờ biến mất được. Có sao đâu con trai, bố thấy nó rất đẹp mà. Con phải tự hào vì nhờ có vết sẹo đó mà con có thể khỏe mạnh được như bây giờ chứ. Bạn bè nhìn thấy rất cười chê con chứ mà xem.
Con không muốn đi học nữa đâu. Con không muốn gặp ai cả. Bố nhìn xem, nó khác gì con rết ở trên đầu của con không? Thật xấu xí, thật chẳng giống người bình thường chút nào hết. Bố làm sao hiểu được cảm giác của con bây giờ chứ? Con còn không dám ra khỏi nhà. Con nghĩ nếu mọi người thấy được vết sẹo của con, họ sẽ chỉ trỏ, họ sẽ cười nhạo con. Con không muốn như thế. Con thà chết quách đi cho xong còn hơn là mang vết sẹo này trên đầu con. Không sao đâu, không sao đâu con trai à. Sẽ không quay cười con cả. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. Bố hứa đấy, bố sợ bên cạnh con. Con đừng suy nghĩ dại dột nha. Nhưng con buồn lắm bố ơi. Cứ nghĩ đến cái sẹo này là con chỉ muốn khóc mà thôi. Con nhớ mái tóc ngày xưa của con. Con không muốn trở nên xấu xí như thế này đâu. Nó chỉ là một vết sẹo thôi mà. Nó không làm giảm bớt đi vẻ đẹp trai của con trai bố đâu. Hơn nữa thì khi nào tóc con mọc lại, nó sẽ che bớt vết sẹo này mà. Sẽ không ai nhìn thấy vết sẹo này của con đâu. Nhưng mà bố ơi, biết bao giờ tóc của con mới mọc lại chứ? Con đã nghe bố mẹ nói chuyện với bác sĩ rồi. Tóc của con rất khó mọc lại do ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật. Có lẽ con sẽ phải mang chiếc đầu trọc này đến suốt đời mất. Con không chịu nổi nè bố ơi. Con trai của bố, dù thế nào bố vẫn luôn ở bên con mà. Bố sẽ không bao giờ rời xa con đâu. Cho dù cả thế giới này có cười nhạo con, quay lưng lại với con, thì bố cũng sẽ luôn ở bên con. Em à, con trai có dấu hiệu bị trầm cảm rồi. Thằng bé rất tự ti vì vết sẹo dài trên đầu của mình. Tóc thằng bé chưa thể mọc được do ảnh hưởng của đợt xạ trị kéo dài. Vì thế nên vết sẹo của nó không thể giấu đi được. Đã gần một năm trôi qua từ khi ca mổ thành công rồi, nhưng mà thằng bé vẫn chưa dám ra ngoài. Lúc điều trị trong viện cũng như vậy, và bây giờ khi về nhà cũng vậy. Em cũng rất muốn động viên con, nhưng không biết phải làm thế nào nữa. Thằng bé cố chấp quá anh à. Anh có nghĩ được cách gì hay không hả anh? Chứ cứ như vậy không ổn chút nào đâu. Giờ chúng ta phải làm gì đó để giúp con mình thôi. Không thể để nó tự ti mãi như thế được đâu. Nó phải ra ngoài, phải đi học, phải gặp gỡ bạn bè giống như những người bình thường chứ. Nhưng mà chúng ta phải làm gì bây giờ? Tổn thương tâm lý của thằng bé là rất nghiêm trọng. Chúng ta cũng đã mời các bác sĩ tâm lý đến trị liệu cho nó, nhưng mà đâu có ăn thua gì đâu. Vấn đề này chúng ta đã không lường trước được. Tâm lý của thằng bé là vô cùng quan trọng anh à. Mình nhất định sẽ nghĩ ra cách. Nhất định con trai của mình sẽ vui vẻ trở lại thôi. Vì con mình sẽ làm tất cả. Con trai à, con nhìn bố nè. Bố, tóc của bố đâu rồi? Sao đầu của bố lại trọc lóc thế này chứ? Bố đã làm gì với mái tóc của bố rồi? Bố đã cạo trọc rồi. Từ nay đây là kiểu đầu mới của bố. Con nhìn đây nữa nè, con trai. Nói rồi, người cha nghiêng người để lộ ra vết xăm giống hệt vết sẹo trên đầu của Gabriel. Vết xăm vẫn còn sưng đỏ, nhìn thật khủng khiếp. Gabriel nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc. Cậu vội vàng hỏi bố. Bố ơi, sao bố lại xăm cái hình vết sẹo khủng khiếp kia lên đầu của mình chứ? Nhìn nó giống hệt cái sẹo trên đầu của con. Con muốn giấu đi không được, vậy mà bố lại làm như thế. Bố không sợ sao? Bố không sợ mọi người sẽ cười chê bố hả? Không đâu. Đối với bố, hình xăm này rất đẹp và ý nghĩa. Vết sẹo này là minh chứng cho việc con trai bé nhỏ của bố đã dũng cảm đối mặt với bệnh tật và chiến thắng nó như thế nào. Bố muốn cho mọi người thấy Fabio, bé nhỏ của bố đã lớn rồi, đã rất dũng cảm thực hiện ca phẫu thuật đó. Bố rất tự hào về điều đó. Chính vì vậy bố đã quyết tâm xăm vết sẹo này trên đầu để luôn nhắc nhở về chuyện này. Bố, có phải bố làm thế này vì con không? Vì con tự ti với vết sẹo đó. Con không dám ra đường với vết sẹo, nên bố mới làm thế để con bớt tự ti hơn, đúng vậy không bố? Tại sao bố lại làm như thế? Bố hy sinh thân mình vì con ư? Bố là bố của con.
Chỉ cần thấy con vui vẻ mạnh khỏe thì dù có làm gì bố cũng không ngại đâu. Cho dù có phải hy sinh cả mạng sống của mình để khiến con được hạnh phúc thì bố cũng cam lòng. Thời gian qua chứng kiến con lúc nào cũng sống trong buồn bã đau khổ, bố cũng rất đau lòng mà không thể làm gì được cho con. Nhiều khi bố cũng tự trách mình, tại sao ông trời không gieo tai họa xuống đầu bố mà lại đày đọa con trai của bố thế này. Bố thấy rất có lỗi với con. Bố ơi, mọi chuyện đâu có phải do bố đâu. Bố không có lỗi gì hết, sao bố lại tự trách mình chứ? Không chỉ có bố tự trách bản thân của mình đâu, bà mẹ con cũng như thế. Từ ngày con bước vào ca phẫu thuật cho đến bây giờ, mẹ con đêm nào cũng khóc, khóc vì đã không bảo vệ được cho con, không khiến con được vui vẻ như ngày xưa. Mẹ con thực sự rất lo lắng cho con. Bố mẹ luôn muốn nhìn thấy con được vui vẻ. Lâu rồi bố không thấy nụ cười ở trên môi của con. Con đã khiến cho bố mẹ phiền lòng đến vậy sao? Con thật sự không biết là bố mẹ lại đau khổ đến vậy. Con nghĩ rằng mình là người xui xẻo nhất trên thế gian này rồi chứ. Làm gì có bố mẹ nào vui vẻ hạnh phúc được khi thấy con trai của mình lúc nào cũng buồn bã như thế chứ. Từ nay bố sẽ ở bên con, sẽ ra ngoài cùng với con. Con sẽ không phải tự ti, không phải lạc lõng với vết sẹo này nữa, vì bố cũng có một vết sẹo giống hệt con vậy. Nếu mọi người muốn nhìn, họ sẽ nhìn cả hai bố con mình. Nếu họ cười, bố con mình sẽ mặc kệ họ. Bố con mình sẽ cùng nhau dũng cảm vượt qua dư luận. Con đồng ý chứ? Bố. Thế nào rồi? Bây giờ con còn thấy kinh sợ vết sẹo này không? Con thấy nó xấu xí hay không? Không ạ, con đã thấy được vẻ đẹp của nó rồi. Thời gian qua con đã phí phạm quá nhiều vào việc lo lắng cho vết sẹo đó. Con nên tự hào về nó mới phải. Tuyệt vời. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo nha. Vâng, lâu lắm rồi con cũng không ra ngoài, không biết đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cảnh đẹp ngoài kia rồi. Còn rất nhiều cảnh đẹp và những chuyện thú vị bên ngoài đang đón chờ con đó. Bây giờ chúng ta đi xem cũng vẫn chưa muộn mà. Đi thôi con trai. Vâng thưa bố. Hôm đó cậu bé Gabriel không còn tự ti và xấu hổ vì vết sẹo của mình nữa. Cậu đã có thể vui vẻ nói cười trở lại như ngày xưa. Tất cả là nhờ vết xăm trên đầu của cha cậu. Cậu xem đó là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.